Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phan Ngọc Thọ thăm người dân tại các địa phương chịu nhiều thiệt hại do đợt lũ 1999 gây ra. Đã 20 năm trôi qua, những mất mát đau thương có thể đã nguôi ngoai phần nào, nhưng trận đại Hồng Thủy năm 1999 đã đi vào ký ức khó phai mờ của nhân dân Thừa Thiên Huế. Thay đổi nhận thức và hành động của mỗi người trong bảo vệ môi trường, kết quả thiết thực từ phong trào ngày Chủ nhật xanh. Kính chào và cảm ơn quý vị và các bạn đã dành sự quan tâm theo dõi chương trình Huế ngày mới của Đài Phát thanh và Truyền hình Thừa Thiên Huế. Phần điểm những tin chính vừa rồi đã mở đầu cho chương trình sáng nay thứ hai ngày 4 tháng 11. Sau đây là những tin tức chi tiết của chương trình. Thưa quý vị và các bạn, những ngày đầu tháng 11 năm 1999, cách đây đúng 20 năm, miền Trung hứng chịu đợt lũ lụt có sức tàn phá dữ dội, hay còn được gọi tên là Đại Hồng Thủy năm 1999. Trong đó, Thừa Thiên Huế là địa phương chịu thiệt hại nặng nề nhất trên mọi lĩnh vực. Đặc biệt, lũ đã làm hàng trăm người chết và bị thương. Với sự hỗ trợ của chính phủ, bạn bè trong nước và quốc tế, sự nỗ lực của đảng bộ, chính quyền và nhân dân toàn tỉnh, Thừa Thiên Huế đã bắt tay ngay vào khắc phục hậu quả thiên tai gây ra. Đến nay, cơ sở hạ tầng, đời sống nhân dân, nhất là những vùng chịu thiệt hại nặng nề đã ổn định và phát triển. Ngày hôm qua, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Phan Ngọc Thọ cùng các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh đã đến thăm người dân tại nhiều địa phương, những nơi hứng chịu những thiệt hại lớn do đợt lũ này gây ra. Đến thăm khu vực đèo Mũi Né, Đà Bạc, thị trấn Phú Lộc, huyện Phú Lộc, nơi từng xảy ra thảm nạn sạt lở đất làm 13 người chết trong trận lũ lịch sử năm 1999. Sau khi cùng đoàn công tác thắp hương tưởng niệm các nạn nhân tại miếu thờ chung của làng, ông Phan Ngọc Thọ đã đại diện chính quyền địa phương gửi lời động viên thăm hỏi đến thân nhân, gia đình người bị nạn. Bằng những phần quà tuy không lớn về giá trị nhưng chứa đựng sự quan tâm chia sẻ của toàn xã hội đến các gia đình. Lãnh đạo tỉnh mong muốn những người ở lại vượt qua những khó khăn, mất mát, giúp đỡ, động viên nhau để tiếp tục cuộc sống. Trên hành trình thăm hỏi gia đình, thân nhân các nạn nhân của trận Đại Hồng Thủy năm 1999, đoàn đã ghé thăm làng Rồng, tổ dân phố An Hải, thị trấn Thuận An, huyện Phú Vang, ngôi làng ra đời sau trận lũ lịch sử, là khu tái định cư của các hộ dân từng sống ở trên đập Hòa Duân sau khi con đập này bị vỡ. Tại đây, đoàn đã đến thăm các hộ gia đình chịu nhiều mất mát sau trận lũ lịch sử, trong đó đặc biệt có hộ bà Trần Thị Hương với 12 sinh mạng bao gồm cả bố mẹ, anh chị em và họ hàng đã bị cuộn trôi theo dòng nước lũ. Chia sẻ với nỗi mất mát to lớn mà gia đình các nạn nhân phải chịu đựng trong suốt 20 năm, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phan Ngọc Thọ mong muốn các gia đình, thân nhân của nạn nhân vượt qua nỗi đau, cùng đoàn kết, yêu thương, hỗ trợ lẫn nhau để xây dựng cuộc sống ngày một tốt đẹp hơn, như những gì mà Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu đã gửi gắm khi đặt tên địa danh làng Rồng sau trận lũ lịch sử năm 1999. Dịp này, đoàn cũng đã đến thăm Hải đội 2, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Thừa Thiên Huế. Tại đây, đoàn đã dâng hương tưởng niệm hai liệt sĩ hy sinh khi làm nhiệm vụ tìm kiếm cứu nạn người dân trong trận lũ lịch sử là liệt sĩ Phạm Văn Điền và liệt sĩ Lê Đình Tư. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phan Ngọc Thọ bày tỏ sự xúc động trước tấm gương hy sinh anh dũng vì nước vì dân của các liệt sĩ, đồng thời mong muốn các chiến sĩ đang công tác tại Hải đội 2, biên phòng giữ gìn sức khỏe, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ tại đơn vị. Thưa quý vị, đã 20 năm trôi qua, những mất mát đau thương có thể đã nguôi ngoai phần nào, nhưng trận lũ lịch sử đó đã đi vào ký ức khó phai mờ của nhân dân Thừa Thiên Huế. Với những người đã trải qua cơn lũ dữ này thì sự chống chọi với dòng nước dữ để giành giật mạng sống hay chứng kiến những tổn thất từ đợt mưa lũ này, họ vẫn cảm thấy kinh hoàng và là nỗi ám ảnh không thể xóa nhòa trong tâm trí. Thừa Thiên Huế, những ngày đầu tháng 11 năm 1999. Nước bao vây khắp bồn bê. Chỉ trong 2 ngày mùng 1 và mùng 2, lượng mưa đo được là hơn 2.300 ml, gần bằng tổng lượng mưa của cả năm. Một hiện tượng thời tiết chưa từng có trong vòng 100 năm. Trở tay không kịp là cụm từ được dùng nhiều nhất để nhớ về những cơn mưa năm đó. Tại vùng biển, Thừa Thiên Huế cũng ghi nhận một hiện tượng chưa từng có. Cùng một lúc có đến 6 cửa biển thông qua đất liền. Tại thị trấn Thuận An, biển xẻ toạc đất liền mở cửa Hòa Duân. Hàng chục hộ dân ở thôn Hải Thành bị nước biển vần vũ. Người dân bị nước cuốn đi, lực lượng cứu hộ bộ đội biên phòng cũng đã có những người hy sinh khi tuổi đang còn thanh xuân. Sau khi mà tàu chìm xuống thì sóng to thì là mỗi đồng chí là dạt đi một nơi, mất tích là 2 đồng chí, đồng chí Phạm Văn Điền và đồng chí Lê Đình Tư. Thì khi mà tôi
bị trôi dưới biển ấy, thì cũng có gặp một số ngư dân họ cũng bị trôi. Tôi thấy cũng rất là thương tâm, thế nhưng mà do cái tình hình thời tiết sóng to gió lớn nên là cả cái tàu nó còn chìm, con người mình nếu mà được sống sót là cũng nhờ may mắn thôi. Trận lũ năm 1999 đã gây thiệt hại nặng nề trên toàn khu vực miền Trung. Trong đó, Thừa Thiên Huế chịu ảnh hưởng nặng nề nhất với 352 người chết, 21 người mất tích, 94 người bị thương, 90 vạn dân bị đói trong nhiều ngày. Thiệt hại ước tính hơn 1.762 tỷ đồng. Đường xã bị chia cắt, sạt lở. Việc ứng cứu người dân trở nên vô cùng khó khăn. Ông Nguyễn Văn Mệ, lúc bấy giờ là Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, vẫn còn nhớ như in tình thế cấp bách lúc đó. Năm 99 là một cái sự kiện dị thường. Chúng tôi tạm gọi là dị thường vì tất cả mọi cái hiện tượng xảy ra đều vượt khỏi cái tầm suy nghĩ của con người vào thời điểm đó. Kể cả về mức lũ, cả lượng mưa, kể sức tàn phá và cái sự chia cắt mạnh liệt xảy ra trong những ngày đầu của lũ lụt là vượt ra ngoài mọi tính toán, mọi kịch bản mà trước đó chúng tôi đã từng có cái kinh nghiệm. 20 năm trôi qua, những ký ức năm nào vẫn còn nguyên vẹn. Những nỗi đau mất mát người thân tuy nguôi ngoai, nhưng cứ nhắc đến lại làm cho người ở lại xót xa. Chị Hương ở thôn Hải Thành, thị trấn Thuận An là người bị mất một lúc 12 người thân trong trận lũ năm ấy. Mưa và gió là nước to lắm, thoát không kịp nữa, mấy chút xíu thôi mà thoát không kịp liền. Anh thu mấy nấp nhà mà chuyên vì nhà ống, mấy cái ghé ống đó, có ghé ống ở đầu bên nữa. Bơ anh thu đứng cái trứng mà sụp xuống cái gãy cái trứng, đứt ngang cái trứng luôn. Bơ mấy người đi quả trái của trứng nước chảy đôi nhiêu rồi, thoát cho anh thu đi trước. Bơ trong nhà cả nhà thì chờ anh thu nữa, chờ nhà chờ anh thu nữa thôi để cho anh thu vô để đưa đi luôn. Cả ngày chờ chờ không có. Bơ. Tôi có 12 người, mấy chú em vùng đau lắm chứ anh ơi. Anh thấy rồi chứ thế, chứ nhớ lại là thiệt. Nhớ lại thiệt cũng chứ em nổi ngạo không? Chứ mất mặt 12 người này. Biển đau thương thành hành động. Những mất mát năm 1999 trở thành bài học kinh nghiệm để tỉnh Thừa Thiên Huế kiện toàn các phương án phòng chống thiên tai. 20 năm qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân toàn tỉnh đã không ngừng nỗ lực để phấn đấu vươn lên. Hệ thống đường giao thông, cầu cống được đầu tư xây dựng kiên cố. Trong đó, hệ thống các hồ chứa thủy điện, thủy lợi và đập ngăn mặn Thảo Long đóng vai trò quan trọng trong việc trị thủy, cắt lũ sớm, lũ tiểu mạn. Còn nhớ cơn lũ năm 2017, lượng nước được đánh giá xấp xỉ với lũ lịch sử năm 1999, nhưng mọi việc đã trong tầm kiểm soát. Năm 2017 là có một trận lũ rất là lớn xảy ra thượng nguồn tại Trạch, và ứng với cái dung tích của hồ mình là 650 triệu thì chúng tôi đã tích nước lên đến 45,6 và đã giảm lũ cho hạ du. Và theo tính toán của Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Thừa Thiên Huế và bên Cục Phòng chống thiên tai của Bộ thì đã giảm lũ cho được so với hàng năm. Năm 2017 rất lớn là chúng tôi đã giảm lũ được thành phố Huế từ 1 mét đến 1,1. Một trong những công tác quan trọng nữa trong phòng chống thiên tai đó là công tác dự báo. Hiện nay Trung tâm Khí tượng Thủy văn tỉnh đã được đầu tư máy móc hiện đại để có thể dự báo chính xác nhất những hình thái thời tiết cũng như lượng mưa. Đây là điều mà cách đây 20 năm Thừa Thiên Huế còn yếu. Hiện nay chúng tôi cũng đã có các cái trạm quan trắc tự động tăng dài hơn, hầu như bao phủ của bên lãnh thổ của Thừa Thiên Huế. Tôi có cái radar hiện nay là cũng phủ hầu như là các cái tỉnh ven biển của Việt Nam đã phủ kín rồi. Thì trong đó Thừa Thiên Huế cũng có sử dụng cái sản phẩm radar là hầu như là rửa tái đấy, lại liên tục, cho nên là hỗ trợ rất nhiều cho công tác dự báo. Làng Rồng, ngôi làng được nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu đặt tên năm ấy, giờ đang từng ngày phát triển, vượt lên nỗi đau mất người thân. Những người dân kiên cường lại tiếp tục vươn lên trong cuộc sống như chính cái tên của ngôi làng. 20 năm đã qua đi,
và thiên tai vẫn luôn là nỗi lo thường trực hàng năm đối với tỉnh Thừa Thiên Huế. Bên cạnh những nỗ lực của chính quyền trong việc xây dựng cơ sở hạ tầng, xây dựng phương án phòng chống thiên tai, chủ động phương án bốn tại chỗ, thì mỗi người dân cũng cần có cho mình kỹ năng, kiến thức để có thể giảm thiểu những rủi ro khi gặp nguy hiểm. Bài học kinh nghiệm từ cơn đại hồng thủy năm 1999 sẽ mãi là hành trang trong công cuộc phòng chống thiên tai của tỉnh Thừa Thiên Huế. Chuyển sang những thông tin khác. Hiện nay tại nhiều địa phương trong tỉnh đang tiến hành đại hội thành lập các hợp tác xã lâm nghiệp bền vững nhằm đẩy mạnh thực hiện chủ trương nâng cao giá trị kinh tế rừng. Một trong những vấn đề được Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh huyện Văn Phương lưu ý đối với chính quyền địa phương và các hợp tác xã sau khi được thành lập là hoạt động không chạy theo phong trào mà phải hướng đến phát triển bền vững, sinh lời cho các thành viên. Tại thị xã Hương Trà, hợp tác xã lâm nghiệp bền vững Hương Vân được thành lập với 23 thành viên là hộ gia đình, cá nhân có rừng trồng trên địa bàn phường Hương Vân. Tổng diện tích rừng của các thành viên là hơn 500 hecta, trong đó hơn 200 hecta rừng trồng có chứng chỉ FSC. Tổng vốn điều lệ do các thành viên đóng góp là 300 triệu đồng. Sau khi được thành lập, hợp tác xã sẽ hướng đến thực hiện các nhiệm vụ như lập vườn ươm cây giống lâm nghiệp, dịch vụ khai thác, mua bán gỗ rừng trồng FSC, dịch vụ mua rừng non, với mục tiêu góp phần giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống cho các thành viên trong hợp tác xã và đảm bảo cung cấp đầy đủ dịch vụ cho thành viên phát triển bền vững rừng trồng gỗ lớn FSC. Phát biểu tại đại hội, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Phương chúc mừng các thành viên hợp tác xã đã tham gia vào hợp tác xã lâm nghiệp bền vững Hương Vân, đồng thời hy vọng các thành viên đoàn kết, nỗ lực để cùng nhau phát triển. Đặc biệt, lãnh đạo hợp tác xã phải năng nổ, tâm huyết, có năng lực để vận hành một bộ máy phát triển bền vững theo định hướng kinh doanh của hợp tác xã. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Phương cũng đề nghị chính quyền địa phương tạo điều kiện cho hợp tác xã đi vào hoạt động sớm, có hiệu quả, không chạy theo phong trào mà phải hướng đến phát triển bền vững, sinh lời cho các thành viên. Theo báo cáo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, trong 10 tháng, tổng vốn đăng ký cấp mới, điều chỉnh và góp vốn của nhà đầu tư nước ngoài FDI đạt 29,11 tỷ đô la Mỹ, tăng 4,3% so với cùng kỳ năm trước. Cụ thể, có gần 3.100 dự án mới được cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, tăng 26% với tổng vốn đăng ký đạt 12,83 tỷ đô la Mỹ, giảm so với cùng kỳ vì không có dự án quy mô lớn. Trong đó, Hà Nội là địa phương thu hút vốn FDI nhiều nhất, Thành phố Hồ Chí Minh đứng thứ hai. Ngoài ra, có 1.145 lượt dự án đăng ký điều chỉnh tăng vốn đầu tư thêm gần 5,5 tỷ đô la Mỹ. Riêng ở hoạt động góp vốn mua cổ phần, có hơn 7.500 lượt nhà đầu tư nước ngoài góp vốn mua cổ phần với tổng giá trị vốn góp lên đến 10,8 tỷ đô la Mỹ, chiếm 37% tổng vốn đăng ký và tăng hơn 70% so với cùng kỳ. Nhà đầu tư nước ngoài đã tập trung vào 19 ngành lĩnh vực, trong đó nhiều nhất là lĩnh vực công nghiệp chế biến chế tạo, kinh doanh bất động sản. Tiếp đến là lĩnh vực bán buôn, bán lẻ, hoạt động chuyên môn khoa học công nghệ. Hồng Kông, Trung Quốc dẫn đầu với tổng vốn đầu tư vào Việt Nam, tiếp đến là Hàn Quốc. Dịch tả lợn châu Phi hoành hành trên cả nước trong năm nay khiến ngành chăn nuôi lao đao, thị trường tiêu thụ cũng gặp nhiều khó khăn. Để bình ổn thị trường, đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng trong nước, thịt mát, thịt nhập khẩu đã được đưa ra thị trường như một giải pháp tình thế. Thế nhưng về lâu dài, thịt mát chính là xu hướng mà thị trường trong nước sẽ phải chuyển dần theo. Dịch tả lợn châu Phi đã ảnh hưởng lớn tới chăn nuôi và nguồn cung thịt lợn trong nước. Theo thống kê, tổng đàn lợn trên cả nước tính đến tháng 9 giảm 19% so với cùng kỳ năm 2018. Còn sản lượng thịt lợn hơi xuất chuồng 9 tháng đạt 2,5 triệu tấn, giảm 9%. Để đáp ứng nhu cầu chế biến tiêu dùng trong nước, thịt mát, thịt đông lạnh, gồm cả thịt nhập khẩu, đã được cung ứng ra thị trường giúp bình ổn thị trường giữa mùa dịch bệnh. Thế nhưng do người tiêu dùng trong nước chủ yếu vẫn quen sử dụng thịt nóng nên thịt đông lạnh nhập khẩu về đa phần được các doanh nghiệp sử dụng cho sản phẩm chế biến. Lượng thịt ngon bán ra thị trường không nhiều, giá bán sản phẩm thịt nhập khẩu khá cao. Khó khăn mà các doanh nghiệp đang gặp phải trong việc nhập khẩu thịt để phục vụ thị trường trong nước chỉ có thể được chia sẻ bởi chính người tiêu dùng. Thay đổi thói quen tiêu dùng, sử dụng thịt mát, thịt đông lạnh như xu hướng của thế giới sẽ giúp giảm chi phí gia đình trong tình hình giá thịt lợn đang tăng phi mã, đồng thời giúp thị trường thịt trong nước bớt áp lực hơn. Theo thống kê, từ đầu năm đến giữa tháng 10, cả nước đã nhập khẩu khoảng 15.000 tấn thịt lợn, tổng giá trị hơn 220 triệu đô la Mỹ. Việc đưa thịt nhập khẩu ra thị trường là một quá trình đòi hỏi đầu tư bài bản về cơ sở trữ đông, đóng gói, điều kiện vận chuyển và phân phối. Trước mắt, thịt nhập khẩu là giải pháp tinh thể hữu hiệu để bình ổn thị trường trong nước trong khi chờ ngành chăn nuôi hồi phục. Chương trình sẽ được tiếp tục với những thông tin khác.
hướng đến mục tiêu nâng cao chất lượng xây dựng tổ chức đoàn vững mạnh thông qua các giải pháp đổi mới phương thức, nội dung hoạt động đoàn. Sáng qua, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn tổ chức hội thảo nâng cao chất lượng tổ chức đoàn trong khối cơ quan và doanh nghiệp năm 2019. Trong thời gian qua, các tổ chức cơ sở đoàn trong khối cơ quan và doanh nghiệp đã triển khai nhiều giải pháp nhằm nâng cao chất lượng tổ chức đoàn, chất lượng sinh hoạt đoàn và chất lượng đoàn viên có nhiều chuyển biến tích cực. Nội dung phương thức hoạt động từng bước được đổi mới, nhiều phong trào thi đua sôi nổi thu hút đông đảo các đoàn viên tham gia. Trên cơ sở những kết quả đạt được mà những tồn tại, hạn chế trong tổ chức công tác đoàn tại khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh, các đại biểu thảo luận chia sẻ những thuận lợi, khó khăn trong thực tiễn triển khai tại địa phương, đơn vị trong thời gian qua. Mạnh dạn thẳng thẳng chỉ ra những nguyên nhân, tồn tại, hạn chế, đồng thời đề xuất những giải pháp cụ thể để nâng cao chất lượng công tác đoàn trong thời gian tới. Đối với các ý kiến đóng góp, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn sẽ lựa chọn các giải pháp, cách làm hay, thiết thực, từ đó thống nhất triển khai trong thực tiễn nhằm nâng cao hiệu quả chất lượng sinh hoạt, hoạt động và năng lực tập hợp, giáo dục thanh niên trong khối cơ quan và doanh nghiệp. Được ban tổ chức đánh giá về ý tưởng xây dựng và phát triển khởi nghiệp, nhóm tác giả dự án y học cổ truyền Restaurant đã xuất sắc giành giải nhất cuộc thi Huế Uni 10 Days Breakthrough Fund 2019 do Đại học Huế tổ chức. Cuộc thi thu hút sự tham gia của 43 nhóm ý tưởng với tổng cộng 130 sinh viên đến từ 8 trường đại học thành viên và khoa trực thuộc Đại học Huế. Trải qua 4 vòng thi và nhiều lớp tập huấn bồi dưỡng kiến thức, ban giám khảo đã chọn ra 12 nhóm xuất sắc để thuyết trình dự án trước hội đồng giám khảo và các nhà đầu tư, đồng thời trả lời các câu hỏi mà các chuyên gia, nhà đầu tư đặt ra. Theo nhận định của ban giám khảo, các ý tưởng lần này khá thực tế với đời sống xã hội, với nhiều lĩnh vực đa dạng và mới mẻ. Kết thúc cuộc thi, ban tổ chức trao giải nhất cho nhóm dự án y học cổ truyền Restaurant. Bên cạnh đó, ban tổ chức cũng trao 6 giải sáng tạo cho các đội tham gia. Cuộc thi được tổ chức nhằm tạo sân chơi cho các bạn học sinh sinh viên xây dựng và phát triển tư duy khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, phát huy sức mạnh trí tuệ, kinh nghiệm, năng lực của tập thể trong làm việc nhóm để tạo ra các ý tưởng, giải pháp hữu ích, giải quyết những vấn đề mà xã hội đang quan tâm. Thưa quý vị, phong trào ngày Chủ nhật xanh được triển khai trên địa bàn đã bước đầu mang lại những kết quả thiết thực đối với cộng đồng và toàn xã hội, góp phần làm thay đổi nhận thức và hành động của mỗi người trong bảo vệ môi trường. Điều dễ nhận thấy là hoạt động bảo vệ môi trường đã trở thành thói quen khi cứ đến mỗi sáng Chủ nhật, người dân lại tự giác ra quân làm vệ sinh, thu gom rác thải tại khu dân cư nơi mình sinh sống. Một nét đẹp, một hành động rất ý nghĩa trong ngày cuối tuần. Thông tin này cũng sẽ kết thúc chương trình Huế ngày mới sáng nay. Cảm ơn sự đồng hành của quý vị và các bạn. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Sau một thời gian phát động, phong trào ngày Chủ nhật xanh đã thu hút đông đảo người dân trong tỉnh Thừa Thiên Huế tham gia. Bằng các hoạt động thiết thực như ra quân xử lý các điểm đen về ô nhiễm môi trường, dọn dẹp vệ sinh môi trường, phạt quang bụi rậm, vệ sinh bờ biển, bóc tách quảng cáo, kết quả đã góp phần quan trọng để môi trường sống tốt hơn, một bầu không khí sạch. Hơn ai hết, những người dân tại chính địa phương mình sinh sống là chủ nhân của phong trào. Đối với họ, giờ đây, mỗi sáng ngày Chủ nhật không còn là ngày dọn vệ sinh mà đã trở thành ngày hội để mọi người cùng nhau tham gia làm sạch môi trường. Tôi nói riêng và tất cả những người dân ở cái tổ 24 cũng như là phường Tây Lộc nói chung là đều rất là nhiệt tình và hưởng ứng. 5 giờ sáng và 6 giờ chiều. Đó. Còn mà khi mà các ban ngành đến thì cũng người ta nghỉ ngơi rồi, họ làm rồi, thì họ làm rất là tốt rồi, chứ không phải là chờ đến là người về kiểm tra và người kiểm tra đó là cái ý thức của cái người dân ở đây là họ tự giác rất là tốt, họ đã làm rất sớm. Đối với tổ dân phố này, cái chi bộ này, trên 80% người dân tham gia đối với các ngày thực hiện cái chủ nhật xanh, dân thì người ta thấy cái mặt lợi về cái vệ sinh môi trường, về cái xanh sạch đẹp của hoa nở bốn mùa đấy, thì ta càng ngày người ta càng thấy và chăm sóc, đặc biệt là trồng tỉa, bảo vệ, chăm sóc hàng ngày. Tất cả những cái ý thức đó trở thành cái tinh thần tự giác của mỗi người dân trong tổ dân phố. Phong trào ngày Chủ nhật xanh đã bước đầu mang lại ý nghĩa thiết thực cho cộng đồng và toàn xã hội, góp phần nâng cao nhận thức và trách nhiệm của mọi người trong việc bảo vệ môi trường. Tính đến nay, đã có hàng ngàn đợt ra quân với hàng triệu người tham gia. 152 trên 152 phường xã đã tổ chức các hoạt động ngày Chủ nhật xanh. Trong quá trình tổ chức, triển khai đã xuất hiện nhiều cách làm hay, sáng tạo từ chính quyền, đoàn thể và đặc biệt từ chính người dân. Từ chỗ phải kêu gọi vận động tham gia mỗi sáng Chủ nhật hàng tuần, đến nay người dân đã chủ động tham gia phong trào một cách tích cực.
nên là không bất luận cái là ngày chủ nhật xanh là ngày chủ nhật xanh cũng ra, và hàng ngày từ thứ hai đến chủ nhật ngày nào cũng một tháng 30 ngày, ngày nào cũng bà con cũng cắt cử rồi là vận động nhau ra để làm rất thiết thực. Một cái ý nghĩa đó là nó đi sâu vào trong cái nhận thức của từng người dân, giống như chú cũng thế thôi. Ngày nào hàng ngày rồi ngày đi bẩn thì ngày mai đi lấy gầu rắm vực nước đi tưới hoa, ngày kia đi trồng cỏ chỗ nào chết thì thêm bà con vô nữa để trồng lại để bảo đảm nó thường xuyên được hoa nở đẹp. Chính môi trường xanh sạch đẹp, mọi người nô nức giống như ngày hội, ai cũng mong đến ngày chủ nhật để cùng tham gia làm vệ sinh đường xá sạch sẽ, rồi cùng gặp gỡ nhau để trò chuyện sau một tuần lao động. Vì vậy mọi người ai cũng tham gia đồng đều, không cần kêu gọi và nhắc nhở của những đoàn thể nào cả. Nhưng lúc đầu bà con vẫn đang còn là bỡ ngỡ, thì các đoàn thể hội nông dân, hội phụ nữ mà nhất là đoàn thanh niên tham gia là theo là hội chính trị để là dọn dẹp đường xá, phát quang bụi rầm, dọn dẹp vệ sinh. Về sau là những ngày chủ nhật là phát động bà con là ở đâu là cũng là tham gia với ngày chủ nhật xanh, là trước mắt là dọn dẹp xung quanh ngôi nhà mình ở, vườn và đường, sau đó là trồng những cây xanh để tạo nên những cái cảnh hoa và đẹp, để là tạo nên một cái môi trường là xanh sạch đẹp. Ngày chủ nhật xanh đang lan tỏa sâu rộng từ khắp các cụm dân cư, nông thôn cho đến phố thị, đều tham gia làm sạch đường làng, ngõ xóm, xử lý điểm nóng về môi trường. Việc duy trì phát triển phong trào từ nhiều tháng nay cho thấy sự hưởng ứng và thay đổi lớn từ chính người dân trong việc bảo vệ môi trường, để mỗi người dân sẽ cùng với chính quyền địa phương tiếp tục chung tay xây dựng tỉnh Thừa Thiên Huế ngày càng xanh, sạch, sáng.